Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Đừng sóc nâu mẹ bầu nào cũng có trên bụng tiết lộ điều gì. Đường line nigra không phải có màu đen mà là màu nâu, thường rộng từ 1/2 đến 1 cm. Nếu mẹ bầu có làn da càng tối thì đường này sẽ càng sậm màu hơn. Mang thai đem đến nhiều thay đổi cho cơ thể người phụ nữ. Một số điều khiến người mẹ mong đợi thích thú nhất là bụng bầu lớn lên từng ngày, nhưng có những thay đổi làm chị em phiền lòng như lông mọc ở nhiều nơi khác. Một trong những thay đổi không phải mẹ bầu nào cũng mong đợi nữa là xuất hiện đường sọc nâu ở giữa bụng và ngày càng đậm hơn theo thời gian mang bầu. Đường sọc nâu còn gọi là đường line nigra luôn luôn có trên bụng mỗi người, nhưng chỉ mang thai ở quý 2 thai kỳ mới thực sự rõ nét. Vậy tại sao lại có sự xuất hiện của đường sọc nâu này và nó tiết lộ điều gì đặc biệt? Đường line nigra là gì? Đường line nigra là một đường thẳng chạy dọc xuống giữa bụng bầu của mẹ xuống gần vùng kín, đôi khi kéo dài lên trên rốn và tới khung xương sườn. Line nigra có nguồn gốc từ tiếng Latin, ý chỉ đường màu đen. Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là khi mang thai, do sự gia tăng sản xuất estrogen khiến cơ thể cũng sản xuất ra nhiều melanin. Chính melanin là một sắc tố làm cho da tối màu và sậm màu hơn, thường xảy ra quanh núm ti, môi âm hộ, âm vật và đường sọc giữa bụng. Khi nào nhìn rõ đường line nigra? Hầu hết phụ nữ mang bầu sẽ dễ dàng nhận thấy hiện tượng đường sọc màu nâu trên bụng khoảng quý thứ 2 thai kỳ, mặc dù đường này đã có mặt từ trước đó. Đường line nigra không phải có màu đen mà là màu nâu, thường rộng từ 1/2 đến 1 cm. Nếu mẹ bầu có làn da càng tối thì đường này sẽ càng sậm màu hơn. Có thể làm gì với đường line nigra không? Bạn sẽ không thể ngăn chặn được đường line nigra xảy ra vì đây là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên của thai kỳ. Sau khi sinh em bé, đường này sẽ dần dần biến mất, mặc dù trong một số trường hợp hiếm hoi vẫn tồn tại. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể khiến đường line nigra đậm màu hơn. Vì vậy, tốt hơn hết, phần da bụng khi mang bầu nên được che cẩn thận khi ra ngoài, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời có thể gây tổn hại cho da. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bổ sung đầy đủ folate trong thai kỳ có thể giúp kiểm soát đường line nigra. Mẹ cũng cần bổ sung folate ngay từ trước khi mang bầu để đề phòng ngừa khuyết tật thần kinh cũng như là tật nứt đốt sống. Những thực phẩm giàu folate bao gồm rau lá xanh, đậu lăng, nước cam tươi, nấm. Dựa vào đường line nigra, có thể đoán được giới tính thai nhi không? Có quan niệm cho rằng nếu đường sọc nâu kéo dài từ xương mu đến rốn sẽ là bé gái, còn nếu đường này tiếp tục kéo dài lên khung xương sườn thì sẽ là một bé trai. Một quan niệm khác thì cho rằng chỉ những người mẹ bầu mang con trai mới có đường line nigra trên bụng. Thực tế thì có những quan niệm này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Mỗi người phụ nữ mang bầu đều có 50% cơ hội mang bầu bé trai và 50% cơ hội mang bầu bé gái. Nếu như không có đường line nigra khi mang bầu thì có sao không? Trên thực tế, không phải tất cả các phụ nữ mang bầu đều nhận thấy đường sọc nâu line nigra. Đặc biệt, nếu mẹ có làn da trắng, hiện tượng này không báo hiệu lên bất cứ điều gì khác thường. Chỉ đơn giản là vấn đề vật lý cá nhân của bạn mà thôi, và cách cơ thể đáp ứng với sự gia tăng lên của estrogen và melanin khi mang bầu. Ngoài ra, những phụ nữ có làn da sẫm màu sẽ dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện rõ rệt của đường sọc nâu trên bụng hơn những người có làn da sáng. Điều quan trọng là sự xuất hiện của đường sọc này không gây hại gì cho em bé cả. Hơn nữa, việc xuất hiện của đường line nigra cũng không báo hiệu mẹ có thai kỳ khỏe mạnh bình thường hay không. Nếu mẹ có bất cứ vấn đề thắc mắc nào về thai kỳ và em bé của bạn, hãy nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa. Bà bầu ăn mì tôm có sao không? Có hại cho thai nhi không? Bà bầu ăn mì tôm có sao không là thắc mắc của rất nhiều bạn. Nhiều ý kiến cho rằng mì tôm nóng không tốt cho thai nhi. Câu hỏi của bạn Hoàng Kim Hiền ở Yên Nghĩa, Hà Nội gửi tới chúng tôi. Hiện nay mình đang mang thai ở tháng thứ tư. Mình bắt đầu có hiện tượng nghén, thích ăn đồ chua, sợ mùi cơm nhưng lại rất thích ăn mì tôm. Nhưng nghe các đồng nghiệp mách, ăn mì tôm chẳng khác gì hại con, bởi mì tôm có tính nóng,
Con sinh ra dễ nổi mụn nhọt, mẹ thì không đủ chất dinh dưỡng. Mình rất hoang mang không biết kinh nghiệm trên có đúng hay không. Bà bầu ăn mì tôm có sao không? Đúng là thắc mắc của rất nhiều người. Mì tôm là món ăn nhanh khoái khẩu của nhiều người. Mì tôm lại tiện dụng nên được rất nhiều bà bầu sử dụng, nhất là những thai phụ làm việc trong văn phòng. Một suất mì ăn liền không thuộc nhóm thức ăn lành mạnh và cân bằng. Thành phần chủ yếu của mì là tinh bột, muối, bột ngọt, hương vị, phụ gia. Một số loại mì ăn liền được tăng cường vitamin A, nhưng nhìn chung mì ăn liền lại thiếu vitamin, protein, chất xơ, khoáng chất. Đặc biệt mì ăn liền còn mặn và có thể dẫn tới cao huyết áp nếu bạn ăn từ ngày này sang ngày khác. Tóm lại, bà bầu có thể ăn mì ăn liền, miễn là ăn uống điều độ. Nếu bạn cảm thấy thích mì ăn liền, cần lưu ý giảm lượng muối, chỉ nên nêm một nửa các gói gia vị đi kèm với một gói mì. Để có món mì dinh dưỡng, hãy thêm các thành phần khác vào bát mì như quả trứng luộc, thịt gà nấu chín, rau lá xanh như rau cải hay các loại rau khác, cải bắp, cà chua, đậu Hà Lan. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, mặc dù mì ăn liền không phải là món ăn được khuyên dùng cho bà bầu, nhưng quan niệm ăn mì tôm nóng cho trẻ sơ sinh, trẻ sinh ra mụn nhọt là không có cơ sở. Chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định ý kiến trên. Cách tốt nhất cho bà bầu trong thai kỳ là nên ăn uống đầy đủ các chất, không nên kiêng tuyệt đối thực phẩm nào, ngay cả những thực phẩm được cho là tốt cho thai kỳ, nhưng cũng không nên lạm dụng quá nhiều. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào cần giải đáp, hãy đừng ngần ngại gửi comment xuống phía dưới, PMT Doctor sẽ tư vấn cho bạn. Những thực phẩm giúp cổ tử cung mở nhanh, kích thích chuyển dạ tức thì. Ngày sinh đã cận kề, nếu mẹ sợ những cơn đau đẻ, hãy dùng những thực phẩm giúp chuyển dạ nhanh dưới đây. Nghe nhiều người dọa, không có cơn đau nào kinh khủng bằng đau đẻ, khiến nhiều mẹ sợ chết khiếp khi ngày dự sinh đã cận kề. Đúng, đẻ sẽ rất đau, nhưng mẹ đã biết cách để cơn đau đẻ không quá đáng sợ chưa? Nếu mẹ đang bước vào tuần thứ 36 của thai kỳ, giai đoạn này sự phát triển của bé đã tương đối hoàn chỉnh. Phổi của bé đã hoàn thiện hơn nên bé có thể thích ứng được với cuộc sống bên ngoài. Hãy tích cực ăn, uống những thực phẩm dưới đây. Chúng sẽ giúp mẹ sinh nhanh hơn, cơn đau đẻ sẽ bớt khủng khiếp hơn. Dứa, bắt đầu ăn, uống khi bước vào tuần thứ 39 của thai kỳ. Chất bromelain trong dứa có tác dụng làm mềm tử cung. Đây được xem là loại thuốc tự nhiên giúp thúc đẩy quá trình chuyển dạ nhanh chóng và đỡ đau hơn. Do vậy, những mẹ bầu khi bước vào tuần thứ 39 của thai kỳ được khuyến khích ăn hoặc uống nước ép dứa để kích thích cơn co bóp tử cung, chuyển dạ dễ dàng. Lưu ý, dứa chỉ tốt cho các mẹ sắp sinh, còn những mẹ mang thai 3 tháng đầu tuyệt đối tránh loại thực phẩm giúp chuyển dạ nhanh này. Chè mè đen, bắt đầu ăn từ tuần thứ 35 của thai kỳ. Nhiều mẹ đã sinh con chia sẻ kinh nghiệm ăn chè mè đen nấu cùng với bột sắn dây vào những tháng cuối thai kỳ, giúp họ sinh con rất nhanh, ít đau đớn. Mè đen rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, nên mẹ có thể ăn tuần 3 lần, bắt đầu từ tuần thứ 35 của thai kỳ. Mỗi lần ăn một chén là tốt nhất. Ngoài giúp sinh nở dễ dàng, mè đen còn tốt cho hệ tiêu hóa, bổ máu, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, với thành phần chứa nhiều vitamin E, axit folic, chất béo. Nước lá tía tô, bắt đầu uống khi có dấu hiệu chuyển dạ. Khác với những loại thực phẩm giúp chuyển dạ nhanh ở trên, để giúp cuộc sinh diễn ra nhanh gọn, ít đau đớn, các mẹ chỉ nên uống lá tía tô khi nhận thấy cơn chuyển dạ bắt đầu. Nước lá tía tô có công dụng làm mềm cổ tử cung, từ đó giúp cổ tử cung nhanh mở hơn, giúp mẹ tránh được cuộc chuyển dạ kéo dài, mất sức, mệt mỏi. Cách uống, lá tía tô rửa sạch, cho vào nồi, chế nước đun thật sôi để nguội, và uống khi cơn chuyển dạ bắt đầu. Lưu ý, nước lá tía tô càng đặc sẽ càng phát huy hiệu quả. Rau lang luộc, ăn nhiều vào 2 tuần cuối thai kỳ. Trước tới nay, rau lang được rất nhiều người biết đến là thực phẩm chống táo bón hiệu quả, lợi sữa cho các mẹ sau sinh. Thực chất rau lang còn là thực phẩm giúp chuyển dạ nhanh, sinh nở dễ dàng. Khi bước vào tuần cuối thai kỳ, mẹ nên tăng cường ăn mỗi ngày một đĩa rau lang sẽ giúp cổ tử cung mềm, sinh con dễ dàng. Ngoài những thức ăn, thức uống kể trên, một trong những mẹo dân gian được nhiều người áp dụng nữa là kích thích nhũ hoa tạo ra những cơn co thắt mạnh,
giúp các mẹ sinh nhanh bớt đau đớn khi cuộc chuyển dạ bắt đầu. Bởi việc kích thích nhũ hoa sẽ giải phóng ra oxytocin giúp cổ tử cung mở nhanh. Cách làm như sau. Khi quá trình chuyển dạ bắt đầu, mẹ hãy massage chuyển động quanh bầu ngực trước. Sau đó, vê đầu núm vú sẽ khiến các cơn chuyển dạ dồn dập, kích thích sinh nhanh hơn. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe, đẹp và hạnh phúc. Hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor.